Chiều 1 tháng 10, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại chốt kiểm soát dịch số 1 dưới chân cầu Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long, vẫn có rất đông người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về quê bằng xe máy. Theo tìm hiểu, số người dân đến được chốt kiểm soát số 1 của Vĩnh Long đa số là người dân của Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Trước đó, họ đã tìm cách vượt qua các chốt kiểm soát tại Long An và Tiền Giang để tiếp tục hành trình về quê bằng xe gắn máy. Anh Nguyễn Tiến Nờ, ngụ Hậu Giang, cho biết hơn 4 tháng qua gia đình anh cầm cự ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng đến nay vẫn chưa có việc làm trở lại, trong khi tiền đã hết nên buộc phải tìm cách về quê. Theo ghi nhận, để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch COVID-19 nên các lực lượng gồm y tế, công an, quân đội tăng cường túc trực tại chốt kiểm soát dịch số 1, đồng thời phân luồng đón những người dân về quê bằng xe máy và hướng dẫn đi vào làng riêng. Chị Thạch S, ngụ Sóc Trăng cho biết, suốt từ đêm hôm qua, chị cùng chồng và con gái vật vã ngoài đường tìm cách qua chốt để về quê. Chị S nói, đến đây cả nhà tôi đói nhưng không dám dừng lại kiếm quán ăn, dọc đường cũng ít ai dám bán. Khi đến chốt này, được các anh phát cơm, nước uống, cả nhà ngồi ăn rồi được tạo điều kiện qua chốt về quê. Chúng tôi hứa về quê sẽ tự đi khai báo và cách ly, chỉ mong được về tới nhà là mừng lắm rồi. Có mặt tại chốt kiểm soát dịch số 1, Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết sau khi kiểm tra giấy tờ, nếu là công dân của tỉnh Vĩnh Long thì tổ chức lực lượng hộ tống vào thẳng khu cách ly y tế để đảm bảo an toàn, còn công dân các tỉnh khác thì phát cơm, nước để họ tiếp tục hành trình về quê. Đại tá Phục cho biết thêm, từ sáng đến hiện tại, chốt số 1 đã phát hiện, tiếp nhận hơn 100 công dân tỉnh Vĩnh Long về quê bằng xe gắn máy. Hiện tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung. Về vấn đề người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai tự ý về quê bằng xe gắn máy, hiện tỉnh cũng đang phối hợp với các địa phương để tìm cách tạo điều kiện cho người dân.